Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel mò của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh đó là hình ảnh chân dung cô gái mặc một chiếc áo măng tô với quần dài xách theo một chiếc túi xách nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Mình sẽ tô mái tóc màu đen. Chiếc áo măng tô mình sẽ tô màu vàng nhạt. Chiếc áo bên trong mình sẽ tô màu cam. Chiếc quần sẽ tô màu đen. Dài màu tím. Chiếc túi xách mình sẽ tô màu hồng.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong với tranh này. Cô gái mặc chiếc áo măng tô với chiếc quần màu đen, chiếc túi xanh màu hồng. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.